OpenAI, nhà phát triển của ChatGPT cho biết sẽ giới thiệu mô hình AI mới mang tên GPT-4o, có khả năng trò chuyện hay tương tác qua văn bản và hình ảnh. Động thái mới nhất của OpenAI thể hiện tham vọng của công ty nhằm tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu trong cuộc đua thống trị công nghệ mới nổi. Các nhà nghiên cứu của OpenAI đã trình diễn tại một sự kiện livestream về khả năng đối thoại như con người với công nghệ mới, khi có thể lắng nghe và phản hồi theo thời gian thực mà không có độ trễ. Hơn nữa, ứng dụng có thể ngắt đoạn trong hội thoại như người thật. Điều này tạo ra những cuộc trò chuyện thực tế mà các chatbot giọng nói AI cho đến nay vẫn chưa có. GPT-4o là một bước tiến hướng tới trải nghiệm tương tác giữa người và máy tính toàn diện và thực tế hơn. Ứng dụng được thiết kế để tiếp nhận yêu cầu từ nhiều dạng bao gồm văn bản, âm thanh và hình ảnh, sau đó tạo ra phản hồi theo mong muốn của người sử dụng. Đáng chú ý, GPT-4o có thể phản hồi chỉ trong 232 đến 320 mili giây, tương tự như thời gian phản hồi của con người trong một cuộc trò chuyện. Ngoài ra, nhà phát triển cũng đang xây dựng chức năng tương tự đối với các ngôn ngữ khác. GPT-4o đặc biệt tân tiến trong khả năng giải mã âm thanh từ người dùng. Nó có thể nhận biết cảm xúc của người sử dụng, phân định qua tông giọng hay lắng nghe tiếng cười, khóc. OpenAI được Microsoft hậu thuẫn đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng và áp lực mở rộng lượng người dùng của ChatGPT, sản phẩm chatbot nổi tiếng đã gây tiếng vang trên thế giới với khả năng tạo ra nội dung văn bản giống con người và mã nguồn phần mềm mang tính đột phá. OpenAI cho biết họ sẽ triển khai mô hình AI mới này trong vài tuần tới. Giám đốc công nghệ Mira Murati cho biết, mô hình GPT-4o mới sẽ được cung cấp miễn phí nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Murati cho biết người dùng trả phí của gpt 4 o sẽ có giới hạn dung lượng lớn hơn so với bản miễn phí. Ngay sau khi ra mắt vào cuối năm 2022, chat GPT được sướng danh là ứng dụng đạt 100 triệu người dùng hoạt động hàng tháng nhanh nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, lưu lượng truy cập toàn thế giới và trang web của chat GPT đã có những biến động mạnh trong năm qua và hiện mới chỉ quay trở lại mức đỉnh điểm vào tháng 5 năm 2023, theo công ty phân tích SimilarWeb.